Xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay sẽ có mẫu xe đạp địa hình XDS Killer 800. Dòng xe đạp được sử dụng bộ cấu trúc chuyển động của Shimano DOG, khung nhôm bánh 27,5 inch và toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Toàn bộ là nguyên bản nguyên zin hết 100%. Tông màu em về là tông màu đỏ pha với vàng. Và cái nước sơn nó cũng rất là đẹp. Nước sơn đỏ này là đỏ đun pha với màu vàng rất là đẹp. Model Killer 800. Toàn bộ tổng thể xe thì còn tương đối là mới. Màu sơn các thứ là còn khá là bóng bẩy, rất là bóng bẩy, rất là đẹp. Thì là do là đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và là nhập khẩu về, nên là xe nó xuất hiện những cái vết xước, xước mới tránh khỏi. Và xe thì được sử dụng thêm bộ rút của Shimano DOG, DOG dòng đời mới các bác nhé. Bộ nó có khóa này, đời mới này. 10 lít và 3 đĩa, 10 lít và 2 đĩa. Những cái dòng mới thì nó sẽ tối giản đi những cái đĩa này, như là chỉ còn 2 đĩa, hay là có những cái chiếc xe mà người ta chơi thì cũng không sử dụng gạt đĩa, nhưng mà dòng mới thì nó sẽ là 2 đĩa. Lít 2 đĩa, khung 27,5, tương ứng với bánh 27,5 này. Bánh cũng theo xe luôn, nguyên bản luôn, toàn bộ là nguyên zin hết. Nguyên zin hết. Ghi đông có trang bị là bộ tay bấm của DOG và phanh dầu Shimano. Phanh dầu của Shimano. Có luôn cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Giảm sóc này là giảm sóc dầu theo xe. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 đi là phù hợp. Lên xuống rất mượt mà, cực nhẹ nhàng luôn. Chiếc xe có giá bán bên em chỉ có là 8.300.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.